Dạ qua Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con ạ à. à, Em xin chúc bà con của mình có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2023 Em có làm một clip, em đặt tên là clip số 51 để giao lưu với bà con một số mặt hàng hoa giấy nha bà con Trong đó là có cẩm thạch tím tiết nha bà con, cây to rất đẹp ha Rồi cái lô của em là khoảng 10 cây hồng gân đang lên bông rất đẹp luôn nha bà con Hồng gân, rồi cẩm thạch uh, tím quế siêu bông uh, Sakura hay còn gọi là phớt hồng uh, Một cây uh, Malaysia lá cẩm thạch một cây tím pháp và một cây tím tiết đang gộ bông hết bà con. Dạ số điện thoại zalo của em là 0798716145 em Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số đó cũng là số zalo của em nha, bà con. Nếu để tiện thì bà con mình liên hệ qua zalo thì nó sẽ tiết kiệm chi phí luôn nha bà con, không có tốn tiền điện thoại. Rồi em cũng mời bà con mình bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang giúp em nha bà con. Để sau khi mình bấm đăng ký kênh rồi mình bấm vào cái chuông cho nó rung lên để khi em có đăng clip thì bà con mình nhận được thông báo mình vào chốt hàng ha để tránh mất thời giờ của bà con thì em xin phép đi vào cây số 1 đó là một cây cẩm thạch tím tiết đang gỗ bông nha bà con cái dòng này là một cái dòng cực kỳ xiên bông nha bà con không cần kích thích không cần bón phân nó vẫn ra bông bình thường ha và cây này có củ đế rất đẹp luôn cây một cốt lắc lượng lên ra tàn tròn như cây dù luôn cây này là tuyệt vời luôn nha bà con dòng siêu bông bông rất là đẹp mà lá lại cẩm thạch nữa rồi mày bà xã mình quay cái tàn cho bà con mình coi nó cận cảnh một cái ha đang gỗ bông rất nhiều luôn ha và tàn rất dày mịn ha rất gì mạnh luôn Rồi cây thì bộ cũ nó rất là quái ha Ở đây nó có một cái cục loại như cái nấm nấm luôn nè Cục đặt đây luôn nè Dạ em xin đọc thông số cho bà con mình ha Dạ cây có chiều cao là 81 Tán ngang là 61, hoành là 17 Cây này em xin phép vô luôn là 360.000 đồng Em bao sống bao ship tổng quốc cho bà con mình luôn ạ à. Dạ em xin lập lại một lần nữa Cây mã số 1 là một cây cẩm thạch tiếm tiết tí, đang gỗ bông Giá 360.000 đồng em bao sống bao ship ạ à. Em xin phép xuống mã số 1 và tiếp theo là đến mã số 2 là một cây cẩm thạch tím huế siêu bông nha bà con cây này cũng đang gỗ bông nha cái tàn tròn do như trái banh luôn nha bà con tàn đã đặt đều rồi tàn đặt đều tròn do luôn và đang gỗ bông luôn ha cây này về chơi cái tông lùng lùng đẹp nha bà con lên một cái chậu chán men đẹp là mình để rất là đẹp ha rồi cây có củ đế thì đặt quái nha bà con rất là đẹp luôn nha có hai cành lên rồi mới ghép mỗi một cành là ba bo là ra sáu bo cho nên tàn mau vậy lắm Dạ cây có chiều cao là 58, tán ngang là 40, hoành là 17. Cây này em xin phép giao lưu là 240 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Dạ anh xin lặp lại. Mã số 2 là một cây cẩm thạch tím Huế siêu bông, cây cũng đang gỗ bông luôn ha. Giá 240 000 đồng em bao sống bao ship. Em xin phép xuống cây mã số 2 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 3 là một cây hồng gân nha bà con. Cây đang lên bông ha, gân cũng đẹp luôn nha bà con. Dạ hồng gân này thì nó thay đổi theo thời tiết nha bà con. Khi mà trời mưa thì cái gân nó sẽ hơi nhạt một chút nhưng mà khi trời nắng thì cái gân nó sẽ đậm cho nên là nói chung là hồng gân là thay đổi theo thời tiết chứ không phải là gì mà à, hai loại loại gân đậm loại gân nhạt nha bà con rồi cây này thì cũng đang lên bông cũng khá nha bà con bông cũng khá đẹp rồi cơ củ đế thì chân dài ha có hai cọng rễ nó sống nhìn cũng khá đẹp cây có chiều cao là 73 mươi tán ngang là 50, mươi hoành là 10 cây này em xin phép là giao lưu là 210 trăm đồng em bao sống bao ship toàn quốc ạ à. dạ anh xin lập lại một lần nữa cây mã số 3 là một cây hồng gân giá 210 trăm đồng em bao sóng bao ship em xin phép xuống mã số 3 luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 4 là một cây sakura nha bà con hay còn gọi là phớt hồng nha cây đang lên bông lên nụ rất nhiều luôn nha bà con dạ em giới thiệu bà con coi này cái tàn cũng khá to ha khá to và cũng dày dày nha rồi bông phớt hồng thì bà con mình nhìn đây tên sao thì bông vậy luôn phớt hồng có chỗ trắng có chỗ hồng rồi tên tên quốc tế nhập về của nó là sakura nha cái tàn này khá dày nha bà con ghép cho một củ đế rất quái nha nhưng mà size này cũng mini thôi mini gọn gọn đẹp nhưng mà cũ thì thiệt là đẹp đó tàn cũng quá đẹp luôn rồi dạ cây có chiều cao là 70 tán ngang là 57 hoành là 8 cây này em xin phép giao lưu là 200.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ à. dạ anh xin lập lại một lần nữa mã số 4 là một cây sakura hay còn gọi là phớt hồng giá 200.000 đồng em bao sống bao ship ạ à. em xin phép xuống mã số 4 ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 5 cũng là một cây hồng gân nha bà con dạ lộn số 5 là một cây hồng gân À, số 4 là sakura số 5 là hồng gân cũng đang lên bông khá nhiều nha bà con hồng gân này thì một cái loại bông mà rất là đáng sưu tầm ha bông nó thay đổi theo thời tiết thời tiết mà nắng nhiều thì bông gân nó lên đậm mà thời tiết mà hơi uh, u ám hay mưa thì bông nó lên nhạt một chút nha nhưng mà cái đẹp nó thì vẫn đẳng cấp nha bà con đáng sưu tầm cây ghép trên một củ đế là sắn rất đẹp một cộng một nhưng mà sắn rất đẹp ha quái không quái không tính tiền chân dài luôn đó em giới thiệu có sao em nói vậy nha bà con rồi cây có chiều cao là 72, tán ngang là 45, hoành là 9 rưỡi. Cây này em giao lưu là 220 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Giá sinh viên hạt dễ ha, rất dễ sưu tầm nha bà con. Bà con mình thích hồng gân mà sưu tầm một vài cây chơi thì nó không có ráng là bao nhiêu nha. Ví dụ mà một cây này 220 mà bà con mua hai cây thì em sẽ bán mình là 400 nha bà con. Một cặp thì 400. Dạ rồi em lặp lại, mã số 5 là một cây hồng gân giá 220 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em xin phép xuống cây À và dạ, trước khi đi mã số 6 thì em cũng mời bà con mình bấm đăng ký kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang giúp em nha bà con mình bấm vào đăng ký kênh sau đó mình bấm vào cái chuông cho nó có dấu hiệu rung lên á để khi em có đăng clip thì bà con mình trên điện thoại sẽ nhận được thông báo ngoài mà hàng màn hình chính á là kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang vừa đăng một clip mới để bà con mình vào nhận được thông báo bà con mình bấm vào chốt hàng sớm ha dạ tiếp theo là đến mã số 6 là cũng là một cây hồng gân nha bà con cũng đang lên bông cũng khá ha lô này em cũng khoảng một chục cây hồng gân em giao lưu hết đến bà con luôn cây có củ đế cũng khá đẹp ha tàn thì cũng uh, khá dày rồi chưa phải chưa phải là dày mịn lắm nhưng mà cũng khá dày cho được ha còn củ đế thì quá đẹp ha cây có chiều cao là 70 tán ngang là 45 hoành là 13 cây này, em giao lưu là 220 ngàn đồng em bao sống bao ship toàn quốc ạ à. dạ anh xin lặp lại một lần nữa mã số 6 là một cây hồng gân giá 220 ngàn đồng em bao sống bao ship nếu mà mua một cặp hồng gân mỗi một cây 220 thì gáp lại một cặp thì sẽ là 400 ngàn bao ship nha bà con dạ anh xuống cây ạ à. dạ tiếp theo là đến mã số 7 là một cây tím pháp đang gỗ bông nha bà con cực kỳ gỗ bông luôn cái tàn này là do em cơi nó rất là nhặt cho nên cái tàn nó hơi gọn ha chứ nếu như mà em cơi thưa ra sáu bảy mắt lá là cái tàn rất là là gọn ha nhưng mà lúc đó nó cái tàn nó không mịn đó cho nên là em cơi cái này là cái tàn nó gom gọn lại mà đang gộ bông rất dày bông luôn nha bà con cây có củ đế cũng rất là quái hàng to quái hàng củ già nha bà con lên uh, xanh luôn này đây là nó lên xanh luôn nè bà con củ già mà lành lặn không có bị gì hết nè không thẹo vết gì hơn ha dạ cây có thông số như sau chiều cao là 88, tán ngang là 60, hoành là 15, cây này em giao lưu là 330 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Dạ em quay kỹ cho bà con mình coi cái tím phát ha, là một cái dòng mà bông tím một màu tím gặt mà siêu bông bông to mà siêu bông luôn ha. Khỏi cần kích bông gì hết vẫn ra bông đẹp nha bà con. Cái dòng này là chơi không cần phải biết kỹ thuật gì nhiều, chỉ cần mình tưới nước thường xuyên mình có phân thì lâu lâu mình bón vô ít thì nó sẽ ra rất là đẹp nha. Mình không bón phân nó cũng ra nữa nghe bà con. Dạ em xin lặp lại cây mã số 7 này là cây tím pháp giá 330 000 đồng em bao sống bao ship em xuống mã số 7 ạ à. và dạ, tiếp theo là đến mã số 8 là một cây cẩm thạch mà hai màu nha bà con trong đó là cẩm thạch tím tiết và cẩm thạch tím huế ha. hai dòng cực kỳ siêu bông luôn ha đồng là lá nhỏ như nhau luôn nha đây em mời à, bà con mình coi cái tàn và dạ, có đang có bông luôn ha cái bông này đây là cẩm thạch tím tuyết nè cẩm thạch tím tiết ha siêu bông còn đây cái nụ cái nụ này là cẩm thạch tím huế siêu bông rồi ghép trộn lại với nhau nhìn khối rất là đẹp ha lá đẹp và bông cũng đẹp luôn ha rồi cây mày bà con mình cùng xem cái củ đế này rất là sạch đẹp luôn nha cái này phải dùng từ sạch đẹp luôn nó sánh nó sáng chân mà củ nó đẹp nhìn thấy ham như nhìn như củ à, nhìn như cái củ củ cải trắng mình vậy đó nó màu sáng đẹp vậy đó mà củ này đẹp quýnh là bệnh là đẹp ha dạ em xin đọc công thông số ạ à. Dạ cây có chiều cao là 65, tán ngang là 50, hoành là 14 rưỡi. Cây này em giao lưu là 370 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn ạ. À. Cây này dán bonsai nha bà con, lùng lực nha. Chuẩn dán bonsai luôn ạ. À. Ghép 3 cành. Tam đa, phước lộc thọ. Dạ anh xin lặp lại một lần nữa, mã số 8 là một cây cẩm thạch hai loại, cẩm thạch tím tiết và cẩm thạch tím Huế đồng xiên bông, giá 370 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em sẽ phép xuống mã số 8 luôn ạ. À. Rồi đến mã số 9 là một cây tím tiết đang cực kỳ gỗ bông nha bà con. Dòng này dòng xiên bông mà hiện giờ đang gỗ bông rất nhiều luôn ha cây này thì ghép trên cành hôm giấy ta nha mà con có nghĩa là giấy thường đó không phải giấy mỹ cho nên nó không có gốc quái đẹp gì hết nhưng mà được cái là cái tàn rất là đẹp rồi ha bông gỗ ơi là gỗ luôn cây thì có thông số như sau chiều cao là 64 tán ngang cũng 64 hoành là 6 gửi cây này em giao lưu 150 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha Giờ em xin lập lại một lần nữa mã số 9 là một cây tím tuyết ghép trên trên cành hôm giấy ta giá 150 000 đồng em bao sống bao ship ạ à? em xin phép xuống mã số 9 ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 10 rồi là một cây hồng gân nữa nha mà con Lô này hồng gân của em là rất đẹp luôn ha Củ đế đều quái hết trơn ha Cái tàn thì cũng được được rồi Rồi xuống củ thì chân cũng khá dài mà quái ha Đẹp Dạ cây có chiều cao là 68, táng ngang là 50, hoành là 11 Giá 220.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc là Dạ anh xin lỗi lại là một lần nữa Mã số 10 là một cây hồng gân đang lên bông rất đẹp ha Giá 220.000 đồng em bao sống bao ship em xin phép xuống cây ạ à. và tiếp theo là đến mã số 11 là một cây cẩm thạch tím huế cực kỳ xiên bông nha mọi con dòng này là dòng cực kỳ xiên bông rất là dễ bông luôn nhé nhảy bông à, khi mà nó tàn được bông rồi là mình cơi tàn hoặc mình không cơi tàn gì nó cũng tự ra lại ha không cần phải phân thuốc gì hết trơn nha mọi con rồi cây này thì cái tàn rất là dày mịn luôn đang búp nụ nha mọi con này tàn dày mịn ha Đó, em mở cho bà con mình coi dịch cho coi rồi cây ghép trên một củ đế rất là to và quái ha cây này thì chuẩn dáng bonsai luôn nha mọi con về mình sang vào một cái chậu uh, xi măng hoặc chậu sành sứ gì đó mình chơi thì nó sang trọng hơn nha nhưng mà em thấy là em thích cái chậu sành sứ chậu trắng men á đưa lên cái nó sang chảnh vừa gì dạ cây có thông số như sau chiều cao là 76 tán ngang là 55 hoành là 18 gửi cây này em xin phép giao lưu là 400 ngàn đồng em bao sống bao xíu toàn quốc ạ à. dạ em xin lập lại một lần nữa mã số 11 là một cây cẩm thạch tím Huế cực kỳ xiên bông giá 400 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Hàng này cũng uh, hiếm có nha bà con. Đẹp mà tàn dậy nhìn nè bà con. Giờ dạ, em xin phép xuống mã số 11 ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 12 là một cây hồng gân nữa nha bà con. Cây hồng gân cũng đang lên bông khá nhiều ha. Tàn tán thì cũng uh, khá được rồi. Cây ghép trên củ đế cũng quái ha, tim một cộng nhưng mà nhìn cũng đẹp ha bà con. Dạ cây có chiều cao là 82, tán ngang là 52, hoành là 11. Cây này em giao lưu là 220 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Dạ em xin lặp lại một lần nữa, mã số 12 là một cây hồng gân giá 220 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Em xin phép xuống mã số 12 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 13 là một cây sakura nha bà con, đang búp nụ rất nhiều luôn ha. Cây sakura hay còn gọi là phớt hồng nha bà con. Đây tàn rất là to luôn nha bà con. Đây cái bông này thì nó đã đạt rồi thì nó phớt hồng nè, còn mấy cái nó mới nở thì cái nụ nó màu trắng nha bà con, mới búp nụ nó màu trắng. Cây ghép trên một củ đế cực kỳ quái luôn. Có cái là nó hơi mini thôi. Đó, củ đế cực kỳ quái hay mini cái chấm đen đen này là do nhựa đường nha mà con mình tứ nước thời gian nó sẽ phai nha nó cây nó to lên chút rồi nó nứt cái nhựa này nó gớt xuống do nhựa đường người ta đang làm đường đó, người ta xịt vô tình nó trúng chứ không có bị bệnh vậy chân nha mà con rồi cây này có thông số như sau dạ chiều cao là 73 tán ngang là 65 hoành là chín rưỡi cây này xin phép giao lưu là 200.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc ạ à. Dạ anh xin lặp lại một lần nữa, mã số 14. Ủa lòng xin lỗi, mã số 13 là một cây Sakura giá 200 000 đồng em bao sống bao ship. Em xin phép xuống mã số 13 luôn ạ. À. Và tiếp theo là đến mã số 14 là một cây cẩm thạch tím Huế cực kỳ xuyên bông nha bà con. Cây cái tàn rất là to ha, cũng đang ôm bông rất nhiều. Và đặc biệt cây này là một cốt thẳng luôn nha bà con. Một cốt thẳng luôn, củ đế thì cũng gọn gọn thôi. Cũng quái nhưng mà gọn gọn thôi, ăn tiền cái chỗ là một cốt và cái tàn to ha. Dạ cây này có thông số như sau Chiều cao là 80, tán ngang là 70, hoành là 10 rưỡi Em xin phép giao lưu là 180 ngàn đồng Em bao sống bao ship toàn quốc ạ à. Giá sinh viên Dạ anh xin lập lại một lần nữa Mã số 14 là một cây cẩm thạch tiếng Huế Cực kỳ xiên bông giá 180 ngàn đồng Em bao sống bao ship ạ à. Em xin phép xuống cây luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 15 Lại là một cây hồng gân nha bà con Cũng đang lên bông rất là đẹp ha Cây tàn tán nhìn cũng coi được rồi nha bà con Củ đế thì rất là quái ha Size cũng mini vừa vừa gọn gọn Dạ em uh, xin phép đọc thông số đây bà con mình nắm cây mã số 15 này luôn ạ. À. Là chiều cao là 68, tán ngang là 51, hoành là 9 rưỡi cây này em giao lưu là 200 000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ anh xin lặp lại một lần nữa. Mã số 15 là một cây hồng gân, một dòng uh, rất là đẹp ha, xiên bông ha. Giá 200 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À. Em xin phép xuống mã số 15 ạ. À. Và dạ, tiếp theo là đến mã số 16 là một cây cẩm thạch tím Huế cực kỳ xiên bông ha. Cây này thì tàn nó cũng đã dày rồi, tông lùng lực cũ đế rất đẹp luôn nha bà con. Dạ anh sai ha. Dạ cây có chiều cao là 66, tán ngang là 40, hoành là 15 cây này em xin phép giao lưu là 240.000 đồng em bao sống bao ship ạ. À? Dạ em cũng quay kỹ cho bà con mình coi cái, cái tàn nó đã dày ha, lên bông rất rực rỡ nha bà con. Lá thì rất đẹp luôn, phủ đế chân dài quá ha. Em xin đọc lại một lần nữa, cây mã số 16 là giá 240.000 đồng em bao sống bao ship ạ. À? Em xin phép xuống mã số 16 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 17 là một cây hồng gân nữa nha bà con cái Hồng gân đang lên bông khá nhiều nha Tàn cũng khá dài nha bà con Củ đế thì sắn đẹp nha bà con Chân nó dài sắn nhìn có duyên lắm nha Cái này khi mình sang qua cái chậu trắng men á Nhìn nó sẽ đẹp sang chảnh hơn nha bà con Dạ cây có chiều cao là 63 Tán ngang là 50 hoành là 13 Cây này em giao lưu là 220 ngàn đồng Em bao sóng bao ship toàn quốc ạ à. Dạ em xin lập lại một lần nữa Mã số 17 là một cây hồng gân đang lên bông rất đẹp luôn nha Giá 220 ngàn đồng Em bao sóng bao ship em xin phép xuống mã số 17 luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là đến mã số 18 lại là một cây hồng gân nữa nha bà con. Em có lô hồng gân này cũng khá nhiều cây. Ờ, cây này thì cũng đang lên bông khá đẹp luôn nha bà con. Củ đế thì có một cọng thôi nhưng mà nó sắn nhìn đẹp ha. À. Nó quái. Độc lạ Bình Dương. Dạ cây có chiều cao là 80, tán ngang là 50, hoành là 11. Cây này em giao lưu cũng 220 ngàn đồng em bao sống bao ship ạ. À. Nhưng mà nếu mình mua một cặp thì chỉ 400 ngàn thôi nha bà con. Bớt được rẻ hơn được 40 ngàn nha bà con. Dạ anh xin lặp lại một lần nữa, mã số 18 là một cây hồng gân, giá 220 000 đồng em bao sống bao ship ạ. À? Em xin phép xuống mã số 18 luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là đến mã số 19 lại là một cây hồng gân nữa nha bà con. Cây hồng gân này là cây hồng gân cuối cùng trong cái lô hồng gân của em. Cây thì cũng đang lên bông ra gõ mà hồng gân rất đẹp ha. Tàn tán thì nhìn cũng được rồi. Củ đế thì rất quái nha. Củ đế này cây này quái mà đẹp hơn những cây vừa rồi ha. Cho nên cây này giá 240, 240. Dạ cây có chiều cao là 74, tán ngang là 50, hoành là 15 Cây này em giao lưu là 240.000 đồng, em bao sống bao ship ạ à? Dạ em xin lặp lại một lần nữa Mã số 19 là một cây hồng gân giá 240.000 đồng, em bao sống bao ship Em xin phép xuống mã số 19 luôn ạ à. Dạ tiếp theo là đến mã số 20, cũng là cây mã số cuối cùng ở trong clip hôm nay nha bà con Đó là một cây Malaysia lá cẩm thạch ha Đây em xin mời bà con mình cùng theo dõi đây, Malaysia lá cẩm thạch ha Là cái dòng Malaysia là bông màu hồng này, rất là đẹp ha To, bông to, xiên bông và bông dai lâu tàn ha còn lá của nó thì lá nó cảm thạch là nó màu xanh ở giữa rồi hai đường biên màu vàng ở hai bên nha bình thường malaysia thường thì nó sẽ màu xanh không nhưng mà cái này nó có cảm thạch nhìn nó đẹp ha bông đẹp mà lá đẹp luôn nha bà con cây này thì củ đế rất đẹp ha tông cũng khá cao nha bà con em mời bà con mình không thức cái củ đế này nó rất là đẹp ha và cái cây này nó có bị lỗi một chỗ là nó bị lũa ngay vị trí này bị lửa từ đây kéo dài lên đây nhưng mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng cây ha cái thịt ở ngoài nó đang áo vô từ, từ từ nó đang tấn công nó tiêu diệt cái vết lửa này thì, thì, cây sẽ không bị chết nha bà con này em bao sống cho bà con mình một năm luôn nha rồi cây lỗi thì em sẽ bán giá rẻ hơn nha ví dụ cây này em bán 300 thì giờ em bán sẽ còn có 200 thôi và được bao sống luôn nha chứ không phải lấy cây chết đi bán rồi nữa đổi lại cực khổ lắm mà con ơi không có lời và cây có thông số như sau chiều cao là 82 tán ngang là 50 hoành là 15 cây này em giao lưu là 200.000 đồng em bao sống bao ship toàn quốc luôn ạ à. bà con mình coi này cũ rất là đẹp nhưng mà có cái bị lộ bị lũa đó cho nên là bán giá mềm lại chút cho bà con mình sưu tầm về lấy bo ghép ha em xin lặp lại một lần nữa, mã số 20 là một cây Malaysia lá cảm thạch, giá 200 000 đồng em bao sóng bao ship ạ. À. Đến đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã nhấn chút thời giờ để theo dõi hết clip số 51 của em ha. Khi bà con mình muốn chốt hàng thì bà con điện thoại cho em và nói tôi mua cây mã số mấy trong clip số 51 để em gửi hàng cho nó đúng cây đúng clip nha bà con. Tránh hiện tượng là bà con mua hàng ở clip này mà em lỡ gửi cây của clip khác thì nó lại phiền lòng nhau lắm nha bà con. Dạ em chúc bà con mình có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. À, số điện thoại zalo của em là 0798716145 em tên vĩnh ở xã vĩnh thới huyện lai Dung, tỉnh đồng tháp số đó cũng là số zalo của em nha bà con lần cuối cùng em cũng mời bà con mình bấm đăng ký kênh hoa kiển vĩnh trang giúp em ha mình bấm đăng ký kênh sau đó mình bấm vào cái chuông cho nó gung lên để khi em có đăng clip bà con mình nhận được thông báo vào chốt hàng nha đến đây thì em cũng chân thành cảm ơn bà con kính chào bà con ạ